hiện tượng là hình miệng nó ra buổi sáng thì đắng lắm, uống cực phải luôn, có như nửa đêm dậy thức dậy uống cốc nước. Thời gian giờ thức khuya nhiều, chúng ta bỏ thường sau 12 giờ mới ngủ. Mình hay đi tiểu đêm ấy, vâng. Thế là mình có uống cái lá kiệu á, mình thay nước uống thì thấy là hết đi tiểu đêm. Hơn tháng này cảm giác như sinh lý yếu, không có cảm hứng gì nữa. Có thể là do mình ngồi hơi nhiều. Ngồi nhiều thì cái công việc của mình nó căng thẳng, đôi khi nó ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh lý đấy. Nhưng mà chắc cái miệng nó đỡ đắng thì chắc nó chỉ khoảng độ tầm độ 20 ngày, một tháng này thấy nó ổn rồi. Này em cho bổ thêm cái thận của anh lên một chút nữa. Vâng.